Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Hoa Kỳ hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Nam Bắc Hàn. Danh hài Cosby bị kết tội lạm dụng tình dục. Và trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình Câu chuyện hàng tháng. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Bắc Hàn và Nam Hàn đã diễn ra. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un sáng thứ Sáu đã bước qua lằn ranh phân chia Bắc và Nam Hàn trong 65 năm. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chiến tranh Triều Tiên năm 1953, một nhà lãnh đạo Bắc Hàn đến Nam Hàn. Hội nghị thượng đỉnh đã được phát hình và phát thanh trên toàn quốc. Nhiều người đi đường đã dừng lại ở các nhà ga, giáo viên và học sinh dừng các lớp học để theo dõi tường thực trực tiếp thời điểm lịch sử này. Ông Kim trong bộ trang phục màu màu đen thường lệ bước xuống bậc thang tòa nhà Panmun phía Bắc đường phân chia ranh giới và tiến về phía Nam hàng Tổng thống Moon giang tay đón ông hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện vui vẻ trong vài phút trước khi ông Moon mời ông Kim bước qua vạch ngăn cách đi vào Nam hàng sau khi chụp ảnh ông Kim mời ông Moon bước ngược lại về phía Bắc qua vạch ngăn cách Peck Hae-soon, một chuyên gia về Bắc Hàn tại viện Cytron Institute nói: "Thật sự đây là một thời khắc rất cảm động đối với tất cả chúng ta. Hai nhà lãnh đạo đã vượt qua ranh giới quân sự và bước vào đàm phán. Họ đang phát đi một thông điệp cho thế giới: Chúng tôi đang khởi xướng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên." Sau khi băng qua biên giới, ông Kim bước vào tòa Peace House của Nam Hàn và ký tên lên một cuốn sách có thông điệp từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một kỷ nguyên hòa bình mới. Ông Kim thoải mái vui vẻ cười đùa trước mặt giới truyền thông và đưa ra những bình luận mở đầu cho cuộc hòa giải Nam Bắc trong phòng họp. Ông nói, hãy cùng nắm tay nhau đi về tương lai. Tổng thống Moon vui vẻ đáp lại, chúng ta có nguyên ngày để nói về những điều chúng ta đã không thể nói trong 10 năm qua. Một lần nữa, tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với quyết định dũng cảm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sự đón tiếp nồng hậu cùng với thảm đỏ và đội lính danh dự trong trang phục truyền thống bắt đầu phiên đàm phán nhằm thiết lập một nền hòa bình thực sự sau chiến tranh triều tiên tuy nhiên phi hạt nhân hóa bắc hàn mới là vấn đề quan trọng hơn cả ông mun cho biết ông kim sẵn sàng thảo luận phi hạt nhân hóa bán đảo mà không đặt điều kiện quân đội hoa kỳ phải rút khỏi nam hàn hoa kỳ liên tục yêu cầu bình nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân và cho phép xác minh tiến trình phi hạt nhân hóa trong khi chế độ ông kim lâu nay vẫn yêu cầu hoa kỳ phải rút các lực lượng khỏi nam hàn để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa trước đó trong một tuyên bố hôm thứ bảy tuần trước bắc hàn cho biết sẽ không tiến hành thử nghiệm hạt nhân và hỏa tiễn tuy nhiên không cho biết ý định có từ bỏ tham vọng này hay không ông kim chỉ đơn giản thông báo rằng ông sẽ đình chỉ chương trình Laura Rosenberger, chuyên gia về Triều Tiên tại German Marshall Fund của Đức ở Washington bình luận. Ngoài mặt có vẻ tốt, nhưng chúng ta không biết nội tình bên trong. Hồi năm 2012, Bắc Hàn đã đồng ý hoãn thử nghiệm hỏa tiễn, nhưng sau đó Sáu tuần đã tiến hành phóng một vật gì mà gọi nói là vệ tinh. Tôi lo ngại điều này sẽ xảy ra lần nữa. Hoa Kỳ khá quan tâm đến kết quả cuộc đàm phán. Tổng thống Trump đã đăng lên Twitter rằng ông muốn được gặp ông Kim. Cuộc họp Hoa Kỳ Bắc Hàn có thể được tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đang diễn ra là một điều khá bất ngờ sau các sự kiện hồi năm 2017, đánh dấu những bước tiến đáng kể trong các chương trình hạt nhân và họa tiễn Bắc Hàn đã chăm ngồi cho cuộc đấu giữa ông Kim và Tổng thống Trump, khiến nhiều người lo ngại sẽ chuyển thành các hành động quân sự. Hội nghị thượng đỉnh đã được năm hàng chấp nhận rộng rãi. Ngay cả những tờ báo bảo thủ, những người chỉ trích cây gắt về chính quyền ông Moon, cũng đã ủng hộ con đường ngoại giao của ông. The Chulengipo, một trong những tờ báo lớn nhất năm Hàn đã viết một bài xã luận hôm thứ sáu. Ông Kim nên biết rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Bắc Hàn. Hội nghị thượng đỉnh liên triều này là hội nghị lần thứ ba được năm hàng đứng ra tổ chức lần đầu tiên. Cụ Tổng thống Kim Dae-jung đã đến Bình Nhưỡng năm 2000 để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il, là cha của Kim Jong-un. Ông đã được trao giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực của mình. Kế nhiệm Tổng thống Rod moo Hun cũng đã đến Bình Nhưỡng năm 2007 và gặp ông Kim Jong-il. Vào lúc đó, ông Moon là cố vấn của Rod và là người đứng đầu Ủy ban chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh. Hoa Kỳ hoan nghênh Hội nghị Thượng đỉnh Nam Bắc Hàn Chính phủ Hoa Kỳ đã ra một thông cáo hoan nghênh Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều. Trước khi các nhà lãnh đạo bắt đầu đàm phán tại Panmunjom hôm thứ Sáu, đặc trách báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết thông cáo được công bố hôm thứ Năm theo giờ địa phương bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán mang tính lịch sử sẽ đạt được những tiến bộ cho nền hòa bình, thịnh vượng của bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của đồng minh Nam Hàn Tuyên cáo cho biết Hoa Kỳ đang mong đợi Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn trong những tuần tới. Tuyên cáo tòa Bạch Ốc được công bố trước một hội nghị thượng đỉnh mà lãnh đạo Hoa Kỳ không tham gia, được coi là điều bất thường. Danh hài Cosby bị kết tội lạm dụng tình dục. Ông Bill Cosby đã bị kết án với 3 tội danh, mỗi tội danh bị phạt từ 5 đến 10 năm. Ở độ tuổi 80 và tổng cộng các án phạt, nhiều khả năng ông Cosby có thể chết trong tù. Cuối cùng, thẩm phán Stephen O'Neill quyết định ông Bill Cosby có thể được tại ngoại với số tiền thế chân 1 triệu Mỹ Kim trong thời gian chờ tuyên án, nhưng bị quản chế trong quận Montgomery và biệt thự, nơi đã diễn ra vụ tấn công tình dục với bà Andrea Constand. Sau nhiều thập niên tranh luận, điều tra, xét xử, ông Bill Cosby giờ đây bị tuyên án ở tuổi 80 vì tấn công tình dục. Danh hài Cosby bị kết án hôm thứ Năm vì đánh thuốc mê và tấn công tình dục Andrea Constant, nữ nhân viên Đại học Temple University tại nhà riêng thuộc ngoại ô Philadelphia vào tháng Giêng năm 2004. Những người ủng hộ nữ quyền gọi phán quyết là một bước ngoặt của phong trào Me Too, chứng minh những gì Cosby rêu rao trước đây cùng với hình ảnh American Dad chỉ là điều giả mạo. Lily Bernard, người tố cáo ông Cosby, hãm hiếp khi cho phép cô vào vai một show diễn của ông hồi năm 1992 đã trở nên xúc động trong phòng dự án. Cô Bernard chia sẻ, tôi cảm thấy thật biết ơn phán quyết là một phép màu. Tôi đã phải tự bấm thật đau mình để xem tôi có phải đang nằm mơ hay không. Sự nghiệp một nghệ sĩ từng phá vỡ rào cản chủng tộc tại Hollywood trở thành ngôi sao truyền hình đã sụp đổ sau phán quyết. Cho đến nay, có hơn 60 người đã tố cáo ông Bill Cosby đánh thuốc mê, xâm hại tình dục họ. Tuy nhiên, các câu chuyện đã bị bỏ qua trong nhiều năm trước khi Me Too lên án mạnh mẽ hành vi tấn công hình tình dục của những người đàn ông quyền lực. Công tố viên Kevin Steele yêu cầu không cho ông Bill Cosby được bảo lãnh tại ngoại vì danh hài có máy bay riêng, có thể bỏ trốn. Ông Bill Cosby đang ngồi im lặng, bỗng tức giận thét lên, "Tôi không có máy bay riêng nào cả." thông cáo tưởng niệm tháng tư đen Yuka Nam California để tưởng niệm 43 năm biến cố đau thương 30 tháng 4 năm 1975. Đoàn Yuka Nam California sẽ tổ chức chương trình nhạc chủ đề trả lại cho dân. Thời gian 3 giờ 30 đến 5 giờ 45 chiều, Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018. Địa điểm Phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt. 14771 Moran Street, Westminster, California 92683 hãy đến với chúng tôi để cùng hát, cùng hâm nóng niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ủng hộ phong trào tranh đấu cho quyền làm chủ đất nước của người dân Việt Nam vào cửa tự do, xin đến đúng giờ, liên lạc ban tổ chức, bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, P D T Hương 105 gmail.com Cộng đồng Nam Florida thông báo đêm tưởng niệm và thắp nến cho ngày Quốc hận 30 tháng 4. Lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 2018 sẽ được Ban chấp hành Cộng đồng Nam Florida, Hội đồng đại biểu và Hội cụ chiến sĩ Nam Florida cùng phối hợp, tổ chức, địa điểm tại phòng sinh hoạt Chùa Lộc Uyển 212 Swan Boulevard, Greenwich, Florida 33463, điện thoại 561-290-4567. Thời gian từ 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018. Chương trình tổng quát gồm có Thắp hương tưởng niệm anh hùng tử sĩ và đồng bào bỏ mình trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mạc đàm về ngày quốc hận, văn nghệ đấu tranh, cơm thân mật do ban tổ chức khoản đại. Trân trọng kính mời.